Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Lúc buổi sáng ngày hôm nay thì trời cũng có đổ một cơn mưa. Ở trong bản này thì nó mưa bé bé thôi. Ở ngoài thị trấn mưa rất là to luôn. Mình cũng vừa vào đến đây, tại vì lúc buổi sáng nay thì mưa nó khá là to ấy. Ra mình cũng không vào sáng sớm được. Ở trong bản này mình vào đến nơi, mình vừa hỏi anh em là ở trong này nó không mưa mấy đâu, chỉ mưa bé bé thôi. Thì cũng vừa vào đến nơi thấy anh em cũng răng bạt ra để làm. Tại vì mình cái này mình là ốp bên trong ấy. Thì căng bạt thì vẫn cứ có thể là làm được. Anh em thợ đang tiến hành ốp tường như quý vị nhé. Ở phía bên đằng dưới đáy ấy, thì chiều hôm qua mấy anh em cũng đã lát xong nhá quý vị nhá. Ở bên kia nữa cũng lát xong rồi, và bên này thì hiện tại bây giờ anh em đang ốp tường. Hôm qua mở được cái đấy không anh? Mở được. Thì sao mà không mở được? Sắt 6 đục như thế ra ấy. Đục ngược lại là ra mà. Quên không mang cái khóa. Chúng ta này. Chúng ta lấy chất vào. Chúng đục ra đây. Chiều hôm qua là xong được cả bên này luôn phải không anh? Tự nhiên cái máy nổ hôm qua nổ suốt đéo được, hôm nay nổ phát được ngay. Điên thế chứ tối hôm qua mà nổ được chẳng cắt xong rồi nó xong qua. Bao nhiêu thằng thay nhau nổ đéo nổ được, sau này tự nhiên là anh phải gạt cái le kia qua bên đấy xong rồi bắt nổ anh gạt lại mà. Có gạt mà. Hay chắc lâu ngày không gặp anh dỗi rồi. Tự nhiên hôm nay lại làm phát nó được. Lâu lâu không gặp nó dỗi rồi, chắc tại già nó vào nó nổ phát được, xong tự nhiên tí nó chết. Tại từ chắc là từ hôm nhà bác Phứ kia, chắc lâu lâu không gặp nó nhớ anh, không vào thăm lâu buồn nó dỗi. Viên nữa là viên nữa khi vừa đeo ấy. Cắt. Cắt đi một tí thôi nhỉ. Đấy cái chuyện tối đây không? Có chút tiền một không? Tôi còn tôi cũng xin nếu có chút tiền sau chứ. Đọc cái thả y giả. Bắt đầu lại mưa khá nặng hạt rồi đấy. Đấy mưa khá nặng hạt rồi quý vị.
À, tại vì là từ giờ đến trưa hoặc là đến chiều thì mấy anh em cũng chỉ là ốp thôi. Bây giờ mình sẽ để anh em làm đây, là mình sẽ xuống nhà Bí Thư Gia xem cái chỗ đất làm nhà của Bí Thư Gia, với cả qua sang nhà bé Hoa ấy. Thì mình cũng nghe Hùng bảo là làm được giấy chứng minh rồi, mình xem xuống là hỏi xem là hỏi xem mẹ bé Hoa với bé Hoa hôm nào rảnh ấy, sẽ đưa bé Hoa đi làm sổ tiết kiệm. Nhưng mà mình cũng nghe nói là ở trên đâu xã hay là ở đâu cũng có chương trình là cứ khoảng bao nhiêu hàng tháng ấy, thì bên ngân hàng cũng sẽ về xã là có chương trình giải ngân cũng như là về làm sổ tiết kiệm, thì cũng có cái chương trình đấy. Bây giờ mình sẽ đi xuống nhà Bí Thư Gia và nhà bé Hoa một lúc nhé, tại vì tí nữa buổi trưa trưa hoặc là chiều chiều mình sẽ lại lên tiếp tục là truyền tải tiếp tục cho quý vị biết là cái đội thợ làm ốp đến đâu rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía bên dưới đã. Mình cũng vừa từ trên bể nước cộng đồng xuống đây, trời mưa rất là to luôn quý vị. Thì mình cũng nghe tin em Hùng bảo là lấy được cả cái giấy, làm được giấy chứng minh cho bé Hoa rồi phải không? Vâng. Làm được mấy hôm rồi em? Hôm kia. Vâng. Đây thì mình qua bên nhà đấy, nhà hai mẹ con bé Hoa, xong là mình sẽ thông báo cho hai mẹ con bé Hoa biết đấy. Lịch hôm nào đi để đi lên ngân hàng mở cái sổ tiết kiệm cho bé Hoa nha quý vị nhé. Mưa rất là to luôn. Mưa to quá, nhanh nhanh lên đây, mưa đó. Mưa kinh khủng luôn. Mưa to nhờ. Mưa to kinh khủng khiếp. Bé Hoa đan cơm à? Mở cái cửa bên kia ra cho nó sáng. Mở cửa bên kia, cửa bò. Cứ ăn đi, bảo bé Hoa cứ ăn đi. Ăn cơm đã. Ngô. Ô, bố đi đâu nhỉ, bố bé Hoa? Chứ không bao giờ. Vẫn đi đâu? Ba bốn ngày. 3-4 ngày này rồi. Vâng. Hai mẹ con cho mình lên đi cỏ về sao ấy? Mai hôm qua lấy. Hôm qua lấy thế à? Vâng. Mùa này còn nhiều cỏ nhỉ? Nhiều cỏ mà. Nhiều cỏ phết nhỉ. Bà hai mẹ con ra đây cho nó sáng này. Nè tuần này có poke. Sao tuần này? Hôm qua là em lên lấy xã lên lấy ấy rồi đúng không? Lấy chứng minh ấy. Lấy rồi. Lấy rồi anh xem nào. À lấy vẫn để nhà em gì? Vâng. Đây nha, hôm nay mình cũng qua đây cũng xin thông báo với quý vị là em Hùng cũng đã đi làm giấy tờ được cho bé Hoa rồi. Đó là chứng minh nhân dân. Già Thị May, 2005. Mèo Vạc, Hà Giang. Làm lâu phết, phải tháng mới lấy được đấy nhỉ? Vâng. Tầm tháng đây em cầm đi. Cứ tạm khả năng cứ tạm cầm mấy hôm xong à. Hoặc là đưa cho hai mẹ con nhỉ, để mấy hôm nó đi làm cái sổ ấy. Vâng, để. Em bảo hai mẹ con là ngày trước cái số tiền mà tất cả các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ ấy, để làm cái nhà vệ sinh công trình phụ cũng như là làm chuồng bò mà mua bò ấy. Vâng. Thì còn thừa một số tiền. Thì cũng trong cái khoảng đấy thì cũng cách đây khoảng mấy tháng rồi ấy. Nhưng mà tại vì là bé Hoa chưa có giấy tờ, giấy tờ tùy thân đấy. Vâng. Thì em bảo với mẹ là mấy hôm nữa sẽ là với cả bà bé Hoa nữa, mấy hôm nữa sẽ đi mở cái sổ tiết kiệm ngân hàng cho bé Hoa. Vâng. Có nghĩa là còn một khoảng 70-80 triệu. Vâng. Anh chưa tùng sổ kỹ xem kỹ là nó là chính xác bao nhiêu, tại vì nó còn trong sổ sách ấy. Vâng. Là khoảng hơn chắc là tầm trên dưới 80 triệu ấy. Là mấy hôm nữa anh sẽ đi là mở cái sổ tiết kiệm mà cho bé Hoa, mang tên bé Hoa được hưởng cái số tiền đấy, bảo mẹ bé Hoa thế. Được rồi. Là cho đầu là papa, thằng là bác chia tôi à, ủa lúc không có sư thế, ủa ngô vô nhu nấy hiểu tà mà, chua mai chua khó chia mà. Nên là nửa gan này là mà nửa tuôn này thật thì nữa đã cho mai mùa. Quần tao được cho mai đi tao phương nó thế. Ừ.
Còn cái này là hôm nào đi ấy thì anh sẽ để anh sắp xếp với cả anh hỏi, chứ hình như là cũng anh cũng nghe hôm qua anh cũng hỏi cán bộ bên xã ấy, thì cũng có bảo là hình như là ở trên xã nhưng cũng có ngày bao nhiêu hàng tháng đây là cũng có bên ngân hàng về xã để giải ngân, hoặc là để nếu mà ai có làm cái sổ gì hay là họ cũng có chương trình làm ở xã luôn sao, đúng không? Nhân viên ngân hàng ấy có phải thế không nhỉ? Em nghe bao giờ không? Có. Ngày bao nhiêu, ngày 21 hay ngày bao nhiêu ấy? Hôm qua anh hỏi mắng mắng thế. Hình như là ngày 21 thì phải. Thì hôm qua mình hỏi như thế. Đi làm Mèo Vạc cũng được mà. Nếu không ấy thì phải đưa lên Mèo Vạc làm ở tại ngân hàng luôn. Để anh sắp xếp một thời gian để anh mai anh hỏi rõ lại xem là có phải là chương trình ở xã làm nó dễ với cả thì mình làm ở xã nó gần ấy. Vâng. Thì ngày 21 hôm nay đã 10 mấy rồi. Thì khoảng vài ngày nữa thôi. Vâng. Đấy, thế nếu mà được ấy thì là một là nếu mà có chương trình làm ở xã thì mình có nghĩa là nhân viên ngân hàng và tận xã quý vị ở trên vùng cao này là cứ ngày đấy là vào kiểu như là thu lãi này, hoặc thì là giải ngân này, và cũng có chương trình là làm các sổ tiết kiệm này. Đấy nếu mà mình lên mình hỏi rõ xem, nếu mà phải là lên có xã có chương trình ngân hàng có lên xã làm một cái chương trình đấy, và những cái ngày quy định ngày bao nhiêu hàng tháng đấy thì mình sẽ làm đấy. Còn nếu mà không phải mình sẽ là đi lên trực tiếp ngân hàng để làm. Hôm nào lên trên ngân hàng ấy thì là mình sẽ bảo em Hùng và đưa bé Hoa đi, và cũng có thể là mình cái này mình sẽ bàn bạc với xã để xem là cái số tiền bé Hoa này là qua kiểu như là con đại diện bên xã có một cái chữ ký hay gì đấy, hoặc là như thế. Cái này mình sẽ nói chuyện lại. Đấy, hôm nay mình chỉ chủ yếu là qua thông báo cho quý vị biết là cái giấy tờ của bé Hoa đã làm xong rồi. Và mấy hôm nữa mình sẽ là tiến hành đi mở cái sổ cho bé Hoa thôi nhá. Còn cái chứng minh ấy thì nếu mà cầm được thì tốt nhất em cứ cầm đi. Cầm trước mấy hôm nữa xong rồi làm xong thì làm xong sổ mình đưa trao cho hết hai mẹ con. Cả chứng minh ấy. Vâng. Đỡ lệch lạc đi, sợ mấy hôm nữa lệch lạc ấy. Vâng. Đấy, mấy hôm nữa mình làm sổ về trao cả sổ cả cái chứng minh. Đấy. Mẹ hiểu chưa? Mẹ biết như thế hiểu chưa? Bé Hoa biết chưa? Bé Hoa như thế hiểu chưa? Hỏi bé Hoa hiểu chưa? Ba ba mày. Bà là khéo tàn à? Cái đây là bảo mẹ là cái này là số tiền này là được bé Hoa được hưởng đấy nhá. Anh làm sổ này là đứng mang tên bé Hoa, mà bé Hoa sau này bé Hoa được hưởng. Chứ không phải bà mẹ đâu, đây là cái số tiền là Mạnh Thường Quân là gửi cho bé Hoa thôi, không phải gửi cho mẹ. Bảo mẹ rõ ràng như thế, không tí mẹ lại bảo cho chia mà người lời gửi tôi trả mai thế chị ạ. Ủa tôi trả ô nè, ủa tôi trả mai ba mai còn mai tàu đã được tết sáu. Mẹ bảo gì? Mẹ bảo thế cũng được. Thế tại vì cái số tiền này là các Mạnh Thường Quân gửi cho bé Hoa đấy. Bảo mẹ thế, mẹ hiểu ấy. Đấy, thì mình cứ tình hình như thế thôi, một vài hôm nữa để anh sắp xếp thời gian. Bò đây quý vị, không khá lâu không vào nhà bé Hoa thăm. Một con nằm, một con đứng. Ô, con này tưởng là có bầu lâu lắm rồi mà sao không thấy đẻ, hay không phải có rất bầu ấy nhỉ? Chưa đẻ đâu. Hay là nó chưa đẻ? Chưa đẻ đâu. Nhưng có phải có bầu không? Con nằm này. Chưa. Em nội em già cũng nói là muốn ngày trước mình cũng với em già là bàn là tính là làm cái nhà nó chiều ngang này, nhưng mà trong cái khoảng thời gian thì chuyển cái nhà lên đấy thì em già cũng có nói là nếu mà làm bây giờ làm theo chiều ngang này ấy, thì là sợ sau này bịt không có cái đường lối lên nhà bên trên, đúng không? Dạ vâng. Thì em cũng mong muốn là làm cái nhà ống thì nó đỡ tốn cái diện tích ở bên này. Nếu mà làm nhà ngang ấy thì ở cái đằng chỗ này mà qua bên này nó rơi vào tầm 10 mét hoặc là hơn một chút thì nó sẽ là bịt hết cái đường lên cái nhà trên ở nhà bên trên này này. Thì mình cũng nghe em già bảo là cũng mong muốn là làm là cái nhà ống ấy để cho nó đường lên cho nó thoáng. Vậy anh em mình sẽ đo cái diện tích này xem nó khoảng bao nhiêu nhỉ. Vâng. Được đến ra đâu em? Dạ. Sát bể quá. Dạ. Tận đấy đúng không? Vâng. Thước này thước bao nhiêu mét? 7 mét à? 7 mét ạ. Thước này 7 mét dưới. 7 mét dưới, 7 mét dưới. Được rồi. Em xuống đây đi.
7,5 m. Ồ, thế thì không đủ diện tích là 3 m đến đây là có 10 m thôi. 12 m phải không? Ờ, khoảng 11-12 m xuống dưới này có đủ không nhỉ? Đủ mà. Nhưng mà xuống tận đâu được? Đấy. Làm ở đây thò ra ngoài sân nhiều quá. Không thò nhiều. Nó chỉ thò 2 xem nào. 7 m từ nơi ấy thôi mà anh. 7,5 m đến đây rồi. Không phải 7 m đây. Vừa đây là 7,5 m đúng không? 3 m là 10 m rưỡi. 3 m 10 m rưỡi. 10 m rưỡi đến đây. Ừ, đến đây. Xong là nếu mà làm thêm 1 m nữa thì đến đây thôi. Đến đây liệu có được không? Được mà. Được vướng đường người ta. Sân thoải mái rộng mà. Hả? Thoải mái rộng mà. Còn không để tính thế này, tính tiếp này. Làm thế này này. Nhưng mà làm tạm ngăn nó ấy. Được qua bên này này, qua bên này rộng hơn này. Nhiều sắt đã bằng làm cái sắt gần cái bể chút. Ừ. Là khoảng 10 m rưỡi. 10 m rưỡi, 11 m, cố là 11 m được không? Vào gần mét sắt bể để được. Thế được 11 m chiều dài. Em kéo qua bên này xem. Ở đây đến tận đâu nhà dài nhỉ? Không, đến cái đây này. Thế em đứng đầu này đi, em biết chỗ nào đứng đầu ấy đi. Đất nhà mình đến đâu? Hết nhưng mà hết nhiều thôi, cứ để cái con đường đi qua lại người ta sửa sang nhà cửa người ta chứ. Đúng rồi. Đến đây đâu. Cái móng thì sẽ làm đây. Ờ. 4 m. 5-6 m. Mất này ủa mà. Khoảng này đi nhờ. Anh cho 6 m. Không đến 6 m đâu. Khoảng thế hết, đổ lại 6 m hết, đổ lại thôi đây. Rồi. 6 m đến đây. Rồi. Đến chỗ này 6 m đây. 6 m chỗ này thì vừa hết đất chỗ này luôn, nếu mà để còn đồng một lối bé lên nhà kia thôi. Vâng, đúng rồi. Đúng rồi, đây là có 6 m đấy. Nếu mà em làm nhà ngang là 10 m, nó đến tận bịt đến cửa nhà kia cơ. Là không có lối lên trên. Thế làm nhà ống là hợp lý rồi. Vâng. Đúng không? Nếu làm nhà ngang là không có đường lên nhà trên. Đúng rồi, ngang thì không có đường. Đấy. Thì đợt trước mình anh em mình tính là làm nhà ngang nhưng mà nó lại mình không nghĩ đến là cái nhà chuyển lên trên nên nó bịt đường này. Nhưng mà cái này sợ anh bảo là có thêm. Có thêm. Thêm nhưng mà đuôi đằng sau nó sợ ấy, sợ vướng kia, mình phải tiến ra ngoài này có liệu ổn không? Cái thêm thì tiến ra. Ờ thì tiến ra nhưng mà liệu ra ngoài này có vướng đường người ta đi lại không này, cái đất nhà mình thì bên ngoài. Mình mà. Nhưng mà ra ngoài nhiều người sợ người ta nói chứ. Đường đi lại người ta bên này. Được rồi, anh ấy để em kéo cho lại đi. Em đo cái kéo đầu đấy lại cho anh xem. Đến từ đâu đi, đến từ đâu? Nếu mà để không vướng đường thì đấy. Như thế thì đường vào thoải mái mà. Đến đây rồi hả? Ừ. Đây 7,5 m đến đây rồi. Ừ. 7,5 m đây. Anh kéo làm sao? Em lên tiếp đầu kia đi. Ừ. 7,5 m. Vừa mép có xa quá nó sát vào bể. Năm mét là 12 m. À 7,5 m là 12,5 m. Thế đường kia có thu lại một tí nữa thế khả năng được đủ làm nhà ống ấy. Vâng. Dài thoải mái. Nhà ngang này chắc chắn làm là sẽ bị bịt lối lên rồi. Nhà ngang thế nào nếu mà. Thế là em phải hy sinh cây mít này nhá. Ôi cái mít này không ấy đâu mà. Mít này cũng không có quả đâu. Không có quả đâu mà. Em bảo nếu mà dịch được thì dịch. Nếu không nữa ấy. Nếu không ấy nữa thì cái bể này. Bể đấy nó cứ ở đấy cứ giữ nguyên bể được mà. Rồi phá đi phí. Không nếu mà dịch. Cứ để nguyên đấy ở nhà trên dùng được mà. Vâng. Cứ để nguyên thế cũng được. Cứ khoảng tầm 11 đến 12 mét là dài là thoải mái rồi. Là mình làm cái chiều rộng ra hơn một tí. Rồi. Đấy. Anh sợ là không đủ cái thềm thôi. Ừ. Nhà là đủ. Nhà đủ sợ thềm mình vươn ra 1-2 m nữa sợ nó hẹp đường đi lại nó không có ấy. Đấy như thế thì khoảng 1-2 hôm nữa làm hôm nay thời tiết xấu, hôm nay ốp một ngày rồi thợ ốp một ngày xong mai nó mà đổ nắp xong thì chắc là không khả năng là ngày kia khoảng 2-3 hôm nữa xong cái là mình khởi công nhà mình ngay thì em tính có thời gian em chặt cái mít đi trước. Dạ vâng. Chắc cái mít đi trước, hôm nào khởi công móng em bảo bà con ấy được không? Bảo bà con có mà. Bảo bà con hộ cuốc móng một buổi. Vâng. Để nếu mà hôm trước hôm sau thì
thợ vào xong thợ đo cắn cọc để em bảo bà con hộ em đào. Có nghĩa là bảo bà con hộ đào một buổi ấy. Vâng. Thế là cũng được. Vâng. Đào để cho nó đỡ cái công ấy. Vâng. Không, phần đấy nó nặng ấy, thì các đội thợ làm nó lại lâu. Đấy, tình hình là như vậy thôi. Còn cái nhà là chắc chắn là nhà ngang là nó sẽ bịt cái lối lên đúng không? Rồi rồi. Tại vì vừa nãy mình đo 6 mét kia là đã gần gần như nó bịt hết, nó mà để làm cái nhà ngang ít nhất nó phải ngang 10 mét, 10 mét nó lại đến cái cổng nhà kia. Rồi. Đến sát cái chân tường nhà kia rồi, nó lại bịt cái nhà đường lên nhà này, nhà trên mình này. Rồi. Đấy, làm nhà ống để làm cái lối lên. Thế tình hình cứ vậy nhá, xong rồi để nếu mà 1-2 hôm xong là bắt đầu em vận động bà con nhá, dạ, vâng. Đào móng. Vâng. Có thời gian em chặt cái mít đi luôn này. Vâng. Đấy, thế thôi, tình hình vậy thôi. Hết thước đến đấy là 7 mét thôi đúng không? 7 mét rưỡi. 7 mét rưỡi đến chỗ này à? Đấy là mình với em ra thử đo ngang nha quý vị nhá. Thế bên đấy là bịt hết vào nhà đường, không có đường vào nhà người ta, đấy là đường nhà vào người ta. Không đủ. Không đủ. Tại vì đấy là đường vào nhà người ta rồi. Một là đường vào nhà người ta, hai là bịt cái đường lên nhà mình này. Nhưng mà cũng chỉ đến 10 mét rưỡi thôi. Nhưng mà đâu thầu ngang là 10 mét là đẹp rồi. Nhưng mà mới tội là như thế nó lại bịt cái nhà vào lên nhà người ta kìa. Đường nhà người ta lại bịt lên nhà mình đây này. Thôi tốt nhất làm nhà ống. Làm nhà ống cho lành. Nó thoáng cái đường. Nha. Vâng vâng, làm dạng như anh mình đầu đo. Đo làm là ống dài dài ra này để cho nó thoáng cái đường lên nhà trên này này. Vâng. Không bịt hết lối bên trên. Vâng.